Xin chào tất cả các cô chú, chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bạn đang xem video của Châu nha. Hôm nay thì Châu xin phép sẽ được gửi tới cho tất cả cả nhà mình một video flycam. Đây là video tiến độ mới nhất vào tháng 3 năm 2022. Thì hôm nay Châu sẽ mời tất cả cả nhà mình sẽ cùng xem cái vị trí của Panorama 1, 2, 3 sẽ ở vị trí nào nha. Rồi, xin phép mời cả nhà. Đây là lối mà đi vào trong trục chính của từ đại lộ Nguyễn Văn Linh thì chúng ta sẽ đi vào nè. Thì như cả nhà mình đang nhìn thấy, đây là E-Home, đây là Block A nè. Đây toàn bộ là khu E-Home nằm ở phần bên này nha. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là dự án Panorama là sẽ nằm ở phía sau của những cái block Flora đó. Đây là shop house của Flora và ở phía sau của căn hộ Flora thì sẽ block 1 sẽ nằm ở ngay vị trí này nè, 2, 3 sẽ nằm ở vị trí này đó. Thì dự án thì chúng ta cũng đang nhìn thấy là giáp ven bờ sông nè, nhìn ven sông ha đó. Nếu như mà nhìn về hướng thành phố và nhìn về hướng city, nhìn về hướng nội khu, bên cạnh đó thì sẽ có một hướng là hướng nhìn ra bờ sông nha. Rồi tiếp tục. Đó, chúng ta sẽ đi ngang qua trường tiểu học Bình Hưng 2. Hiện giờ thì đang thi công, đây là phần đất của giáo dục. Thì như các anh chị và các bạn cũng biết là chủ đầu tư Nam Long thì có dành ra một phần đất cho phần giáo dục nha. Đây là khuôn viên công viên. Đó, shop house hiện giờ thì cũng đang xây dựng rồi. Chỗ này là của Phở 24 nè. Những quán cà phê nằm ở chỗ này nè. Đó, ta sẽ có con đường đi vào ở trong block căn hộ đây lại. Cái đường đi bộ của chúng ta nè. Đó, ven bờ hồ nhân tạo. Ở phía sau đây cũng là lối đi bộ. Chỗ này có hồ bơi ở ngay chỗ Flora. Đó, chúng ta sẽ bay ngang qua nhìn thấy hết khu Flora đây. Đây là khu của E-Home. E-Home thì có rất là nhiều cư dân mua bán kinh doanh ở dưới bởi vì là khu bình dân. Đây cho mọi người xem khu Panorama sẽ ở vị trí nào. Đây là cái trục đường chính mà chúng ta đi qua cây cầu nè. Đó, chúng ta sẽ tới quảng trường. Đó, chúng ta sẽ tới ngay chỗ vòng xoay này và cái chỗ này là chỗ quảng trường và xung hai bên của quảng trường sau này là sẽ có shop house, trung tâm thương mại. À, để cho cả nhà mình mua sắm và ngồi ở ngay tại vị trí này thì cũng có thể hưởng được các tiện ích mua sắm ở ngay tại khu vực này. Thì thông tin thì chủ đầu tư sẽ làm những cái nhạc sóng, nhạc nước ở ngay tại khu vực quảng trường này. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có chiếu phim, những cái sự kiện của cư dân thì sẽ tập trung ở ngay tại khu vực này. Chúng ta nhìn ở trên flycam là nó như vậy đó chứ, nhưng mà khi mà đi xuống dưới nhìn thực địa thì nó rất là lớn. Đó, còn chỗ này là khu bến đậu của du thuyền. Bởi vì dự án của Mizuki Park thì chúng ta sẽ di chuyển bằng đường sông vào được nha. Tất cả các nhánh sông thì chúng ta sẽ di chuyển vào được. Thì đây là một cái cơ hội rất là lớn dành cho những anh chị mà có những phương tiện như là về du thuyền, về thuyền thì đã có thể có một cái bến đậu ở ngay tại đây. Đó nha. Rồi, xin phép được là quay tiếp. Thì đây là một cái quỹ đất rất là rộng luôn. Cả nhà mình cùng xem thì Panorama 1 thì sẽ nằm ở ngay vị trí này. Đó, và cái phần này là cái phần của biệt thự. Thì hiện tại thì biệt thự đã mở bán hết rồi và chúng ta sẽ có một cái khu nhìn ra ven sông này. Nó nhìn trọn view ra ven sông theo đúng nghĩa của Panorama, bởi vì chủ đầu tư sẽ làm một cái phần kính đó, toàn bộ kính là kính Panorama. Chúng ta sẽ nhìn ra hướng thành phố này đó, chúng ta sẽ nhìn vào khu Flora, nhìn vào những cái khu tiểu cảnh rất là đẹp. Vừa rồi mình đứng ngay chỗ cái khu tiểu cảnh này, nhìn ở trên flycam thì có chút xíu vậy chứ đi mỏi chân luôn đó. Nó sẽ có cây cầu bắc ngang qua bên này, cầu kiểu Nhật. Ở dưới đây là cái lối đi bộ rất là đẹp, uốn quanh qua cây cầu này luôn.
Sau này thì hiện tại á, ngày hồi hôm qua khi mà Châu đi á, thì cũng đã thấy là xe múc đang làm những cái công tác ở ngay tại khu vực này rồi. Đó là đang san lấp mặt bằng, đang san lấp đường ở ngay tại khu vực này. Đó, chúng ta sẽ có con đường đi ngang qua bên này. Trung tâm thương mại sẽ xây dựng ở ngay tại đây. Rồi, tiếp tục. Đó. À, tiếp tục sẽ mời cả nhà xem đoạn video đây. Toàn bộ đây là cái khu sẽ dành cho biệt thự. Đó, còn đây là floor, đây là panorama 1 nha. 2 3 nằm ở phần bên này. Đó, chúng ta sẽ được nằm giữa cái quảng trường và cái bến du thuyền ở đây. Rồi, tiếp tục. Thì thông tin từ chủ đầu tư thì sẽ mở bán lần này là sẽ mở bán coi như là nếu như mà lượng booking lớn thì chúng ta sẽ mở bán hết luôn. Thì số lượng là chỉ gần 500 căn thôi thì thực sự thì cũng không nhiều, cho nên rằng là các anh chị và các bạn xem cảm thấy dự án mà phù hợp với gia đình mình về vị trí, về những cái tiện ích ở ngay tại khu vực này. Bởi vì theo góc độ đánh giá của Châu thì có rất là nhiều cái tiện ích ở ngay tại khu vực này. Nếu như mà chúng ta xét là chúng ta đang ở Bình Chánh, cho nên là diện tích phòng về giá hiện tại đang cũng rất là tốt. Theo thông tin sơ bộ thì chủ đầu tư sẽ có một cái mức giá là khoảng 45 cho tới 48 triệu trên một mét vuông cho panorama. Thì đây là một cái thông tin mà chưa có chính thức cái ngày mở bán, thì sẽ xác khi nào thì Châu sẽ gửi tới cho mọi người. Đây, hôm bữa thì Châu với các anh em cũng đã có đi khảo sát, thì mình đứng quay ở ngay tại khu vực này, mình quay qua thôi. Đó, thì cũng có đi dạo ở khu tiểu cảnh. Nếu như mọi người có xem những cái video trước thì mọi người cũng thấy là Châu có đi qua cái cầu này và đi vào cái khu tiểu cảnh này để quay một chút cái khu tiểu cảnh khu vườn Nhật này. Bởi vì bên dự án Mizuki Park thì có hợp tác với Nhật, cho nên rằng là nó cũng mang một cái phần hơi hướng của Nhật nha. Rồi, tiếp tục. Đó, quay cận cảnh chi tiết lại để cho cả nhà mình cùng thấy là panorama 2-3 là sẽ có hướng view ra sông. Đó, sông rất là lớn. Cái phần này thì được đóng cọc để làm khu biệt thự. Đó, còn cái phần này của chúng ta là sẽ được xây dựng để làm panorama. Đó, khu quảng trường nè. Khu quảng trường thì cực kỳ rộng luôn. Đây, khu quảng trường cực kỳ rộng, bến du thuyền nè. Rồi, chúng ta đang bay ngang qua panorama 1. Rồi, quay về cái khu Flora và chúng ta sẽ nhìn lại cái trục đường chính. Thì như mình cũng đã nói và cũng đã có phân tích là dự án panorama sẽ có một cái vị trí rất là đắc địa, bởi vì nằm cuối của khu đô thị Mizuki Park. Đó, cho cả nhà mình cùng nhìn thấy là đây là cuối quỹ đất luôn rồi. Cuối quỹ đất của Mizuki Park, rất là đẹp đúng không? Đó. Từ ngay chỗ đường đại lộ Nguyễn Văn Linh ở phần phía ngoài này, chúng ta sẽ đi thẳng một trục vào. Đi thẳng vào hết luôn. Đó, thì Flora sẽ nằm hai cánh tả. Đó, nhìn rất là đẹp. Chúng ta sẽ nhìn từ ở trên cao. Đó, cho cả nhà mình cùng nhìn ở trên cao. Rồi, đó là một cái phần thông tin mà Châu muốn gửi tới cho tất cả nhà mình qua video flycam chính thức của dự án. Nếu như mà các anh chị và tất cả các bạn mình đang có những cái thông tin cần kết nối với Châu thì có thể kết nối thông tin với Châu qua Zalo nha. Cảm ơn.